Tổng thống Ai Cập gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, tin từ New York. Ngày hôm qua, Tổng thống Ai Cập ông Mohamed Morsi đã gặp ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trước khi đọc diễn văn trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 67 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trước đó, trong một cuộc họp từ thiện của cựu Tổng thống Bill Clinton, ông Morsi nói rằng nền văn hóa đa nguyên sẽ thay thế cho nền văn hóa duy nhất tìm sự thống trị. Cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 67 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tập trung vào những vấn đề bao gồm khủng hoảng Syria, Mali, Cộng hòa Dân chủ Congo, thay đổi khí hậu địa cầu và khó khăn tài chính toàn cầu. Các nhà lãnh đạo thế giới đọc diễn văn trước Hội nghị 193 nước từ ngày 25 tháng 9 cho đến ngày 1 tháng 10.